Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Công Ích, quận 4, thuộc phường Phú Mỹ, quận 7, đường Phạm Hữu Lầu. Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư này nhé. Với một cái diện tích rất là đẹp, diện tích ngang 5, dài 19. Và căn nhà được thiết kế gồm 1 trệt, 2 lầu, sân thượng, trong đó có 4 phòng ngủ và 5 WC. Thì căn nhà thiết kế rất là hiện đại, không gian thoáng, rất là thoáng. Như mọi người nhìn thấy thì con đường phía trước là rộng đến 16m. Và khu dân cư này thì khu dân trí rất là cao. Và hiện tại như mọi người nhìn thấy là xung quanh khu này á, là hiện tại là những căn nhà ở đây là xây dựng lên là gần như hết rồi, mật độ xây dựng đến 80% luôn. Và đặc biệt của căn nhà này thì di chuyển ra đường Phạm Hữu Lầu hoặc là đường Nguyễn Lương Bằng rất là gần, tầm khoảng hơn 100m thôi. Và từ cái căn nhà này thì kết nối rất là nhiều cái tiện ích trong khu dân cư này. Do cái căn nhà này gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp với một mức giá thấp hơn giá thị trường, nằm ở trên trục đường số 1 của khu dân cư Công Ích. Và căn nhà này là chủ nhà đã làm hồ sơ hoàn công đầy đủ rồi nha quý anh chị. Quý anh chị khi mà vào sở hữu là có thể là sang tên ngay. Và ở đây ngân hàng thì có thể là hỗ trợ cho vay lên đến là 70-75%. Rồi, cả nhà cùng với Phước Sửu tìm hiểu sơ qua một tí xíu về cái căn nhà tại khu dân cư Công Ích quận 4 này nhé. Khu dân cư Công Ích quận 4 nằm rất là gần Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 5 phút. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, có các công trình dịch vụ tiện ích hiện hữu xung quanh đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, đi lại, học tập, sức khỏe của khu dân cư nơi đây. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì có rất là nhiều nè, khu vui chơi trẻ em nè, công viên nội khu nằm sát sông rạch Dơi nên không khí luôn được điều hòa thoáng mát, có gió, có nước, có cây luôn giúp cho không khí trong lành. Gần khu vui chơi trẻ em có một công viên nội khu nè, có con trẻ của bạn thì sẽ có điều kiện học tập và rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Trong khu này còn có là phòng tập gym, tennis, hồ bơi, spa, massage, nhà hàng, khách sạn, rất là gần trung tâm mua sắm giải trí như Lotte Mart nè, Vivo City, Regent Mall, Co-op Mart, Big C, gần nhà trẻ và tất cả những cái trường đại học lớn như Đại học Quốc tế Remit nè, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng và rất là nhiều trường quốc tế như là Canada, Nam Sài Gòn. Vì vậy khi mà bạn ở đây thì bạn cảm thấy giác sẽ là yên tâm hơn và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để đưa đón con đi học và vấn đề di chuyển đi lại khi mà đi làm. Một môi trường sống cực kỳ thoải mái, thích hợp nghỉ ngơi, dạy, gọi là nghỉ dưỡng. Và đặc biệt ở đây rất là thuận tiện cho việc đi gọi là điều trị và chăm sóc sức khỏe. Có nhiều bệnh viện như bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7 và rất là nhiều bệnh viện phòng khám đa khoa xung quanh. Giao thông thì cực kỳ thuận tiện, kết nối qua quận 1, quận 5, quận 4 và tất cả con đường ở đây là những con đường bàn cờ thông nhau. Ở đây thì có rất là nhiều loại diện tích, trong đó có diện tích là 7x19, 4x18, 5x16, 5x20. Và ở đây là tất cả giấy tờ pháp lý là rõ ràng, sổ hồng từng nền, mua bán sang tên ngay, tất cả đã có sổ đỏ nên là khi mà quý anh chị mà mua đất thì có thể là xây dựng ngay. Phát triển một khu dân cư gọi là theo kiểu mẫu là một nơi lý tưởng cho khách hàng, một lựa chọn gọi là đầu tư an cư và lạc nghiệp. Để có nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Công Ích quận 4, inbox ngay cho Phước Sửu, hoặc là quý anh chị có nhu cầu ký gửi những sản phẩm tại khu Công Ích quận 4, hãy alo ngay cho số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.